Dạ thưa Công Trần, xin kính chào quý cô bác, anh chị và các bạn trong và ngoài nước. Thì hôm nay Công Trần nhận được một lời cầu cứu giữa gia đình ông bà ngoại của năm anh chị em bé nhỏ ở tại Long Hải, Bà Rịa, Vũng Tàu. Vì vậy nên Công Trần cùng với Huy Hùng từ trên Biên Hòa mà xuống Long Hải, Bà Rịa, Vũng Tàu để tìm hiểu cái câu chuyện này thực hư như thế nào. Bởi vì theo như gia đình ông bà ngoại chia sẻ thì cách đây một năm thì ba của cháu đã bị tai nạn giao thông đã qua đời, còn mẹ của cháu thì hiện nay đã tự thiêu ở chính trong căn nhà của mình, đã bỏ lại năm đứa trẻ tuổi thơ rất tội nghiệp. Cách đây khoảng gần một tháng, trên dưới một tháng các bạn, thì mình đã đến đây để mình tìm hiểu cái câu chuyện này thực hư như thế nào. Bởi vì thời gian vừa rồi thì mẹ của cháu mất, thì hai bên gia đình bàn bạc với nhau thì đã một bên là lui ba và một bên là lui hai cháu, hy vọng là để san sẻ những khó khăn, những cái mất mát đau thương của gia đình của ba mẹ cháu để lại. Thì vì vậy là hai bên gia đình thống nhất là một bên nuôi ba, một bên nuôi hai, nhưng không hiểu lý do tại sao, nhưng đến giờ phút này thì hoàn toàn gia đình nội không muốn cho gia đình nhà ngoại nuôi các bé nhỏ này. Thì mình sẽ đến đây để mình tìm hiểu câu chuyện này như thế nào. Kính mời quý vị các bạn hãy theo dõi hết câu chuyện này nhé. Dạ con chào chú. Dạ thưa anh Công Trần, thưa cộng đồng mạng, tôi là bố của cháu Nguyễn Thị Thùy Dương. Cháu mới mất qua đời bằng một cái cách rất là thương đau, mà cháu đã tự hỏa thiêu. Bản thân cháu cũng nói về cái mất của cháu thì nó cũng có nhiều cái uẩn khúc, nhưng cái chính tôi thấy là do gia đình bên chồng đã có phần ép cháu nhiều cái, mà cháu phụ nữ năm đứa con dại, cháu có phần yếu đuối bất lực, không làm gì được trước cái sự ép buộc của người lớn, muốn tách mẹ con thân, muốn tách mẫu tử, tách con gái tôi ra khỏi những đứa cháu, cho nên là cháu nó không chịu nổi cái sự áp bức quá như vậy, mà nó đã vội giận mất trí khôn, mà cháu đã đi tới con đường tự quyên sinh, để lại 5 đứa con dại. Sau khi cháu mất thì bên ngoại chúng tôi có lên và làm ma cho con gái chúng tôi. Mọi sự gia đình chúng tôi rất nhẫn nhịn, với sự mong muốn rằng là con gái chúng tôi được siêu thoát về phần linh hồn. Xong sau khi chôn cất mẹ cháu xong, này đến phần này các cháu để lại, thì giữa bên ngoại và bên nội chúng tôi vì tình thương mến thương, cũng là vì tình nghĩa sinh ra, cũng đã chục năm nay rồi, chúng tôi không có gì là mâu thuẫn cả. Nhưng qua cái vụ này thì tôi cũng rất nhẫn nhịn và cũng đã thống nhất với bên nội là thôi bây giờ cái gánh nặng chung thế này thì cả hai bên cùng chia sẻ cái gánh nặng. Một bên thì nuôi ba cháu, một bên thì nuôi hai cháu, chúng tôi cũng nhất trí là như vậy. Nhưng sau hai ngày thì nói cho đúng ra cũng là hai ngày các mạnh thường quân và các nhà hảo tâm đã hỗ trợ được hơn 1 tỷ, thì bên nội đã ngang nhiên đổi ý, là nói là với lý do là các cháu nó sống phải có tình cảm chung với nhau. À, tôi không muốn là chia rẽ các cháu, à, cho nên là đã tước quyền, cái quyền nuôi cháu ngoại của bên ngoại của gia đình tôi. Cái lần đầu mà thống nhất chung với nhau á, thì giữa bên nội và bên ngoại thống nhất á, là tôi nhất trí với bên nội là bên nội nuôi ba cháu, bên ngoại nuôi hai cháu, nhưng với điều kiện là để cho các cháu học hết hè, bên ngoại sẽ đưa các cháu về, và với điều kiện nữa là để cho ông nội ở đó để nhận các quà của các nhà hảo tâm và các mạnh thường quân để cho nó thuận tiện. Thì tôi cũng nhất trí, tôi không có nghĩ ngợi gì cả. Nhưng hai ngày sau bên ông nội đã thay đổi, trở mặt như trở bàn tay. Bà nội đã là khẳng định rằng nếu ai mang cháu tôi ra khỏi nhà thì trước hết hãy giết tôi đi đã. Cho nên bên ngoại chúng tôi không còn gì để nói nữa, và chúng tôi ra về và có hứa với bên nội rằng cái sự việc này chúng tôi không đồng ý, sẽ chờ bên luật pháp để phân xử. À, nhưng đúng cái lời ông nội hứa với tôi là hè này sẽ cho các cháu về. À, với bên ngoại tôi cũng giữ đúng lời hứa, các cháu nghỉ hè tôi cũng lên thăm viếng mộ con rể con gái. Xong tôi vô tôi hỏi thăm ông bà nội, chào hỏi và tôi hỏi ý kiến ông bà nội. Ông bà nội đã nhất trí hỏi ý kiến các cháu, đứa nào đi về bên ngoại thì ông bà nội cho đi. Thì lúc đó là ba cháu, như vậy là nó reo lên, nó mừng và nó đòi về bằng được ông ngoại. Thì lúc đó
Tôi mới đưa được có hai cháu đi. Nhưng ngày hôm sau ông nội lại gọi điện cho tôi là cháu thứ hai đã nghỉ hè rồi. Ông nên đưa cháu về với ngoại chơi. Thì tôi cho con trai tôi đi xe ông ta lên và chở cháu thứ hai về bên ngoại. Con đưa viết cho em con. Và hiện tại bây giờ là tôi đang nuôi ba đứa cháu ngoại ở nhà. Xong cũng vì tôi lên trên đó tôi thấy bên nội nuôi các cháu của tôi đúng là bên ngoại nuôi 5 đứa cháu, chỉ có một mình bà nội, cũng tuổi đã đến ngoài 60 rồi. Tôi thấy bà nội nuôi một đứa cháu 4 tháng tuổi cũng đã đủ vất vả rồi. Nếu bà nội còn nuôi thêm 4 đứa cháu lớn nữa thì một đứa cháu 8 tuổi thì tôi không nói, nó tự ăn tự chơi được rồi. Thế còn 3 đứa cháu mà nó còn nhỏ thì tôi thấy bà nội nuôi quá vất vả. Tôi có cảm giác, cảm nghĩ là bà nội nuôi các cháu giống như là nuôi một bầy chó con nhốt ở trong nhà, đứa lớn đánh đứa bé. Tôi thấy thương cháu lắm. Cho nên là tôi giữ ba cháu của tôi ở lại dưới này để tôi nuôi dưỡng chăm sóc bằng tấm lòng của người mẹ, của người cha yêu thương các cháu. Dạ, con ngắt lời chú xíu. Chú cho con hỏi xíu thì trong thời gian mà con gái của chú là mẹ của các bé này mất đến giờ phút này là khoảng bao nhiêu thời gian này? Dạ, hôm đó là hôm 15 tháng 4 ạ. 15 tháng 4. Vâng, dạ. 1 tháng 3 ngày ạ. 1 tháng 3 ngày. Dạ. À, chú cho con hỏi xíu, mẹ của bé là con gái của chú là họ tên đầy đủ là gì ạ? Dạ, mẹ con của mẹ cho các cháu, con gái của tôi họ tên đầy đủ là Nguyễn Thị Thủy Dương. Dạ. Mà sinh được sinh được 5 đứa cháu ạ. Dạ, cháu nó lớn là năm nay thì mấy tuổi? Cháu lớn hiện nay năm nay là 8 tuổi. À. Cháu nhỏ nhất là 4 tháng tuổi. Dạ, bé mấy bé trai mấy bé gái chú? Dạ, được 2 cháu trai và 3 cháu gái. Dạ. Trước đây theo như con được biết thì cái thông tin chú chia sẻ là ba của cháu bị tai nạn giao thông. Dạ. Mất gần 1 năm nay phải không ạ? Còn mẹ của cháu là bị tự thiêu. Vâng, tự thiêu ạ. Là gọi là trên dưới 1 tháng. Dạ, trên dưới 1 tháng. Thì hiện nay trước khi mất thì hai gia đình thống nhất với nhau. Trước khi mẹ cháu mất được vài ba bữa đấy, đang mất đấy. Được trước khi mất là chôn xong là hai gia đình thống nhất. Dạ. Yeah. Vâng. Thống nhất là một bên đằng nội là nuôi ba người. Nuôi ba người, bên đằng ngoại nuôi hai người. Hai người. Vâng. Để mục đích chính là chia sẻ, san sẻ. Vâng. Để nuôi những nặng, vâng. Nuôi những đứa trẻ này, hy vọng nuôi những đứa trẻ lên người. Lên người tốt. Đúng không? Vâng. Dạ. Yeah. Chú cho con hỏi xíu thì gia đình đằng bên nội á thì có điều kiện không chú? Theo như chú nhìn nhận có điều kiện để khả năng và sức khỏe để nuôi các bé không? Theo như tôi nhìn nhận thấy thì bên đằng nội, ông nội năm nay đã ngót 70 tuổi. Yeah. Bà nội cũng đã ngoài 60 tuổi. Yeah. Thì cái phần tuổi tác này tôi thấy nuôi các cháu nhỏ nó cũng không phù hợp nữa. Yeah. Với hai nữa lại nuôi một bầy cháu quá đông như vậy. Yeah. Thì cái khả năng sức khỏe tôi nghĩ là không cho phép. Yeah. Một mẹ 60, ngoài 60 tuổi nuôi một đứa bé 4 tháng tuổi thì tôi thấy đã đủ vất vả rồi. Yeah. Chứ còn nuôi thêm 4 đứa nhỏ nữa thì tôi cho là một đứa nó 8 tuổi thì mình không phải no, không phải, nhưng mà cũng không đúng. Còn ba đứa trẻ nó nhỏ nữa. Thì một bà nội nuôi như vậy tôi thấy như là người ta nuôi một bầy chó con nhốt ở trong nhà. Đứa lớn đánh đứa bé. Rồi bà nội đánh thằng lớn. Thì có vẻ là cũng rất tội nghiệp. Vâng, rất là tội nghiệp. Vâng. Thế còn cái rất thương tâm. Còn chị gái như là bên đang ngồi cùng với chú là như thế nào? Chị gái đây là con gái cả của tôi mà. Em cho anh hỏi xíu. Em dạ, họ tên mình đầy đủ là gì em? Dạ em tên Nguyễn Thị Thùy Dương. Em khác em gái em giống một cái dấu hỏi và dấu huyền thôi ạ. À Thùy Dương, còn dạ, kia là Nguyễn Thị Thùy Dương ạ. À Thủy Dương mà Thùy Dương. Dạ vâng. Ồ hai tên giống nhau ha. Dạ vâng. Rồi, em cho anh hỏi em là chị gái là bác của các bé này phải không ạ? Dạ vâng đúng anh ạ. Ừ. Bây giờ nguyện vọng gia đình mình là muốn theo như hợp đồng thỏa thuận đúng không ạ? Dạ. Để muốn nuôi ba bé. Dạ. À, để muốn chia sẻ cái sự khó khăn và cũng muốn gọi là giúp đỡ các bé trở thành một người tốt đúng không? Để có được ăn được học. Phải không em? Dạ vâng, đúng là anh. Em thật sự là nói đến đây là đến em gái em nó rất là đau lòng khi em cứ mải mê làm qua quên đi cái sự chăm sóc gần với người thân của mình, khi ngoảnh đầu thì em mình không còn nữa. Lý ra thì em cũng nghĩ như bên nội á, thì mình sẽ giao cho 5 cháu cho ông bà chăm sóc để cho anh em ở cùng với nhau. Nhưng em thấy cái hoàn cảnh của em ấy thì em không thể nào mà em đưa gửi ông bà cho các cháu được. Thì giờ em mong muốn làm sao em bù đắp được cái tình cảm của mẹ bé đã, bé các bé thiếu thốn thiếu mẹ rồi. Em mong muốn làm mẹ các bé để chăm sóc cho các cháu được tốt hơn. Vì như lúc trước em thiếu quan tâm tới mẹ của bé.
cho giờ em muốn được đủ tình thương cho các con còn lại. Em muốn thay một người mẹ làm tốt tất cả những gì của em gái em còn sót lại dành cho gia đình em ạ. Em xin cảm ơn với cộng đồng và em mong rằng em sẽ là một người mẹ tốt, sẽ nói cho các cháu có một bước chân vững tương lai của mình. Thì từ nãy giờ em cũng thấy mấy đứa nhỏ này còn gọi chị bằng mẹ hả? Hoặc là mấy cháu gọi từ khi nào? Em cũng không biết nữa. Thật ra thì lúc trước em còn sống thì nhà nội họ hiếm mà nói là cho 4-5 đứa trẻ này về dưới này lắm. Thì em lên trên hôm nay cũng nói như bố em nói ấy, thì thật sự luôn là đến mỗi lần em nhớ tới cái giây phút đầu tiên khi em bước vào nhà thấy em gái mình chết cháy như thế là nó đốt đau nhói trong cơ thể mình. Ngày hôm đó ba nói là con ạ, thâu sắp xếp đi lên em, con mà con cũng muốn lên, con buốt quá con chịu không nổi rồi ba ơi, lên xem mồ mả thế nào. Con thấy mồ mả thì họ cũng gần hoàn tất rồi, thì chỉ còn một cái hình của em con bia chưa đưa lên thôi. Và em chỉ nói em gái em ạ, em đi như vậy thì quá đau buồn, nhưng còn đau buồn hơn nữa thì bây giờ năm đứa trẻ con của mình em mà để cho ông bà nội có đủ cáng đáng để no không? Chị muốn chia bớt một cái phần nhỏ cho em. Thì em cũng không biết tại sao nữa, đến khi mà em đi vô nhà ông rất là khó chịu với em luôn, với bố. Và ông nói là ông không muốn tiếp, ông đi lên xuống nong cái tủ lạnh em, ông không tiếp em thắp nhang cho em gái em xong. Là ông nội của các bé. Đúng rồi, ông nội rất là khó chịu. Và ông nói với em là bây giờ là tôi không có giao cháu cho ở bên ngoại nữa, mà để cho cháu ở đây năm cháu một chỗ thì các mạnh thường quân mới hỗ trợ tiền về. Không hiểu vấn đề này gì. Thì em chỉ nói là bây giờ ông ạ, em con nó chết rồi, rất là đau thảm thương, không còn cái gì bù đắp được nữa. Mà nếu mà ông nói vậy thì con cũng không biết làm thế nào với ông. Còn bố nói thì ông cũng muốn nuôi giữ cháu thì tùy quyết định của ông. Thì mình ban đầu lên mình cũng sẽ không nghĩ là mình đưa cháu về dưới này đâu, thì mình lên thì để thăm hỏi xem cháu mình sống thế nào thôi. Thì đi bước chân vào nhà thì thấy bé nhỏ, bà bế, bà trông. Còn năm đứa thì coi TV chơi ở nhà, bình thường ở nhà vậy. Thì nhưng mà trong nhà thì cũng không thiếu gì bánh kẹo và sữa cả. Bây giờ chị có thể chia sẻ kỹ hơn là năm bé đó là từng độ tuổi của từng bé là bao nhiêu? Dạ, độ tuổi bé lớn thì đang học lớp 2, năm nay là lên lớp 3. Rồi 8 tuổi. Còn bé này thì đã học hết lớp 1 này, năm nay vô lớp 2. Rồi. Còn thêm một bé này nữa. Bé này 4 tuổi. Là 4 tuổi. Và bé kia là hơn 2 tuổi. Một bé 2 tuổi và một bé 4 tháng, 5 dạ, tháng. Dạ, bé 5 tháng. Lúc mà bé đi, mẹ bé mất thì bé được 4 tháng. Chúng mình sát sát nhau từ 8 ba tuổi. Ba có sở hộ khẩu của em ở đây không? Rồi, được rồi. Rồi, cảm ơn anh. Cảm ơn em. Dạ. Chị gái của cháu Nguyễn Thị Thủy Dương. Vâng. Thì giữa cha con tôi lên thấy cái hoàn cảnh đau thương như vậy, rất thương các cháu. Và chúng tôi là chị gái nó là muốn thay em gái nó là mẹ của ba đứa cháu này, nuôi dưỡng, chăm sóc và yêu thương như con ruột của mình. Và sẽ dạy dỗ cho các cháu trở thành người tốt. Chú cho con ngắt lời xíu. Chú và gia đình và con gái của chú hiện nay là có đủ năng lực và sức khỏe để nuôi cho các cháu ngoại của mình hay không ạ? Chú thì nói về kinh tế thì chú dư khả năng. Vì chú là một nhà doanh nghiệp hiện nay đang đóng thuế cho nhà nước với một tháng là 1,5 triệu tiền thuế thu nhập. Với cơ sở của chú là có 2 hectare đất. Và cơ sở của chú sản xuất mắm tôm, nước mắm và mắm lêm. Cơ sở của chú một tháng xuất đi 70-80 tấn hàng. Thì nói về cái khả năng kinh tế là chú dư có khả năng để nuôi no chú, chăm no cho các cháu. Phần thứ hai nữa là trước đây khoảng 8 năm chú đã cho con gái chú 2,000 m² đất ở tại cái xưởng này và con gái chú có cổ phần ở cái xưởng này. Cho nên là từ cái vốn liếng của con gái chú vẫn còn ở đây. Cổ phần của con gái chú vẫn ở đây. Chú đưa các cháu về thì các cháu cũng chú cũng chưa phải nuôi các cháu. Chú cho con hỏi xíu. Thì hiện nay mục đích chính gia đình mình là muốn san sẻ, muốn giữ đúng lời hứa là trước khi mẹ cháu mất, đúng không ạ? Mẹ cháu mất được 1-2 bữa thì con hai bên gia đình thống nhất là giữ đúng lời hứa theo những gì cam kết là muốn san sẻ để nuôi hai bên gia đình, đúng không ạ? Một bên nội bên ngoại để mục đích chính là nuôi cho tất cả 5 bé để trở thành người tốt có ích cho xã hội. Nhưng bây giờ gia đình mình đang thắc mắc là bên gia đình bên nội là muốn giữ hết, không muốn cho gia đình bên ngoại nuôi, phải không ạ? Vâng ạ.
bây giờ là con cũng chưa biết cái câu chuyện thực hư như thế nào. Thì con cũng tới đây con cũng phải tìm hiểu thông tin ngọn ngành, xem cụ thể bên gia đình của các cháu bên đằng nội á, xem ý kiến mọi người thế nào. Thì con có thể là cho cô chú và cho cộng đồng tất cả mọi người được hiểu rõ cái câu chuyện này. Dạ. Vâng ạ. Chú cho con hỏi một xíu họ tên chú đầy đủ là gì ạ? Dạ, họ tên chú là Nguyễn Văn Lự. Cái địa chỉ của mình ở đây hiện nay là của chú hiện nay ở đây là ấp Phước Nghĩa, xã Tam Phước. Dạ. Rồi, con cảm ơn chú. Thì con ngồi một bên đi, con ngồi bên, em ngồi bên. Chú cho con hỏi xíu thì nguyện vọng chú và các con gái của chú, con trai của chú hiện nay, nguyện vọng của gia đình ngoại thì hiện nay có nguyện vọng như thế nào với các người cháu của mình không ạ? Dạ, nguyện vọng của gia đình tôi cùng tất cả các con ruột trong gia đình tôi, tức là anh chị em của cháu Nguyễn Thị Thùy Dương đó, là rất muốn đưa hai hoặc ba cháu nhỏ về đây để chăm sóc, nuôi dưỡng, đưa tình yêu của ông ngoại, bà ngoại và các bác ruột, cậu ruột đến với các cháu. Và nguyện vọng thứ hai của tôi nữa là tôi cũng muốn giữ được cái tình xui gia từ trước tới giờ. Cũng đã 8 năm rồi, tôi và bên xui gia bên đó không có cái gì là mất lòng, không có cái gì là to tiếng cả. Trong khi đó hai đứa con rể và con gái tôi còn sống. Thì đây là đây là một cháu, là con thứ hai đúng không? Dạ, con cháu đây. Con thứ hai. Còn cái cháu trai đấy là thứ... Cháu trai là thứ tư đấy ạ. Thứ tư, còn em bé gái này. Cháu gái là thứ ba. Bé là thứ ba. Vậy là còn một người con lớn là 8 tuổi là đang ở bên nhà. Đang ở bên nội. Bên nhà nội. Và một đứa út là 5 tháng tuổi. Vâng, cũng đang ở bên nội. Vâng. Vậy là có 5 người con tất cả. Dạ. Vậy là ba của cháu bị tai nạn giao thông. Vâng, ba của cháu bị tai nạn giao thông. Mình mẹ cháu thì thời gian ba cháu tai nạn giao thông thì mẹ cháu mang bầu. Mẹ cháu đã mang bầu bé thứ năm. Vâng, bé thứ năm. Vâng. Dạ. Và hiện nay sinh bé được mấy tháng rồi chú? Dạ, hiện nay đến bữa nay là 5 tháng đấy ạ. 5 tháng. 5 tháng mà mẹ mất được 4 tháng. Mẹ mất được 4 tháng. À, mẹ mất được 1 tháng ạ. À, mẹ mất 1 tháng. Lúc cháu được 4 tháng tuổi thì mẹ mất. À, dạ. Thế vậy hiện nay nuôi những cái bé như vậy thì theo như con nghĩ thì một gia đình mà nuôi những bé như thế này thì vô cùng khó khăn. À, con cũng hy vọng là trong tới thời gian tới thì hai bên gia đình mình có sự hợp tác, đó, thảo luận với nhau để có thể nuôi các bé này một cách tốt nhất. Chứ bây giờ mình cũng không muốn là đùn đẩy. Nhưng mà đây cái câu chuyện này nhiều gia đình khác thì có thể đùn đẩy những cứ người con, những người cháu mình cho xã hội. Nhưng đây là hai bên gia đình đều muốn nuôi dạy. Đó, nhưng mà để cho một bên đằng nội ấy thì cái khả năng là để kiểm soát để nuôi những bé này thì vô cùng khó khăn. Quá vất vả. Dạ, khó, đúng không ạ? Vì vậy mình muốn san sẻ lại, nhưng mà gia đình bên đằng nội hiện nay không đồng ý. Dạ. Dạ, chú có biết lý do sao không ạ? Dạ, cái này nó không đồng ý ở cái lý do ngay cái ngày hôm mà chôn cất con gái tôi buổi sáng là buổi tối hai bên đã thống nhất với nhau là giữa bên ngoại và bên nội. Khi thống nhất là chúng tôi có ghi âm lại hết các cái cuộc họp đó là đã thống nhất là bên nội giữ lại ba cháu để chăm sóc nuôi dưỡng các cháu và bên ngoại sẽ đưa hai cháu, cháu thứ hai và cháu thứ ba, cháu thứ tư đưa về dưới ngoại để chăm sóc yêu thương cháu, giữ lại cái tình là ngoại cũng có cháu mà nội cũng có cháu, giữ được cái tình không xui ra hai bên đi lại với nhau. Là trước cũng như sau khi con gái tôi chết thì tình xui gia cũng vẫn tốt đẹp, và sau khi con gái tôi chết thì vẫn giữ được cái tình xui gia đó. Nhưng sau hai ngày sau thì nói thật lòng mà nói thì cũng do là cái số tiền của các nhà mạnh thường quân và các nhà hảo tâm đến quá đột ngột, quá nhiều, có hai ngày thôi mà hơn 1 tỷ. Thế là bên đằng ông bà nội và các cô ở bên nội, rồi cha bác ở bên nội, chia rẽ các cháu tôi. Đó. Tôi sẽ nuôi hết, hoặc ông ngoại nuôi hết. Đó. Với điều kiện là chỉ ông ngoại được nuôi thôi. Nếu ông ngoại mà để cho các bác ấy nuôi là tôi không đồng ý. Với điều kiện là như vậy, tức là ông ngoại phải nuôi mà tự tay ông ngoại phải nuôi cơ. Chứ còn nếu các bác ruột nó nuôi là tôi không đồng ý. Đó. Với cái điều kiện là như vậy. À, như vậy là như là thách đố nhau đó. Thách đố nhau, và xong đó lại... bà nội lại thách thức rằng nếu mà đưa các cháu tôi ra khỏi nhà thì trước hết hãy giết tôi đi đã. Rồi các ông các bà mới được đưa các cháu tôi ra khỏi nhà. Như vậy thì, là không có sự hợp tác. Vâng, thì bên ngoại chúng tôi không còn nói gì để nữa.
chúng tôi chỉ hẹn ông nội và bà nội và bên dòng họ bên nội là chúng ta còn có luật pháp, đúng, còn có chính quyền. Yeah. Rồi nếu muốn gì thì chúng ta đưa ra luật pháp, đưa ra chính quyền. Rồi nhờ sự can thiệp của chính quyền, nếu chính quyền đưa ra mẹ bác cho nào giải quyết làm sao thì bên ngoại chúng tôi cũng chấp nhận cái sự giải quyết của chính quyền như vậy. Chúng tôi không có thắc mắc gì cả. Yeah. Nói chung là trước khi câu chuyện mà trước khi câu chuyện nghĩa là khi mà con gái chú mới mất, yeah, thì hai bên gia đình cũng đã thỏa thuận là hai bên cùng là nuôi. Vâng. Bên nuôi cùng chia sẻ. Vâng. Nhưng mà sau đó vì một lý do gì đó, vâng, mà nhà nội lại đòi nuôi hết tất cả năm cho bé này. Thì hiện tại là vì sao mà chú đã đón ba đứa trẻ về đây chơi? Dạ đúng bà, thỏa thuận như ông nội đã thỏa thuận tôi cái lần mà hai bên thống nhất lần đầu thì là bên nội nuôi ba cháu, bên ngoại nuôi hai cháu, nhưng với điều kiện là ông ngoại để các cháu lại học hết hè thì ông ngoại mới đưa các cháu về dưới ngoại. Với điều kiện thứ hai nữa là để các cháu ở trên này thuận lợi để nhận quà của các nhà hảo tâm, các nhà mạnh thường quân, thì tôi vẫn đồng ý, tôi không có ý kiến gì cả. Đúng lời ông nội, vâng, đúng lời ông nội hứa thì bây giờ cũng tới hẹn các cháu, đúng tới ngày các cháu nghỉ hè tôi lên thăm ông bà ông nội. Và cũng cảm ơn ông bà ông nội đã nuôi dạy các cháu tôi trong một tháng vừa qua. À, đến bữa nay tôi lên tôi xin ông bà ông nội đưa các cháu về dưới ngoại. À, ông bà ông nội là trả lời tôi là hễ các cháu nó đi thì tôi cho đi. Thì đó đến lúc hỏi các cháu đứa nào nó cũng đi, đứa nào nó cũng xung phong đi hết. Rồi không có một cháu thứ hai không cho nó đi, nó còn khóc sướt mướt sướt mát. Rồi nói là cháu nó còn học chưa nghỉ hè, nhưng đến sáng ngày hôm sau thì ông nội lại gọi điện cho tôi là cháu nó đã nghỉ hè rồi, ông cho người lên rước cháu về chơi. Yeah. Thì tôi cho con trai tôi lên rước cháu về chơi. Yeah. Và tôi hiện tại tôi đang nuôi ba đứa cháu ở ngoại. Nhưng mà bây giờ hiện tại chú đang nuôi ba đứa cháu này là đã ổn định chưa hay còn vấn đề gì nữa không? À, có đòi hay có như thế nào không? Hiện tại tôi đang nuôi ba đứa cháu này thì tôi thấy là bên nội có xuống đòi người, mà tôi thấy cũng là cái điều vô lý. Cháu ngoại tôi nuôi đã thỏa thuận rồi mà bây giờ còn xuống đòi người và lại còn nói là đưa chúng tôi để ra ngoài pháp luật để giải quyết thì chúng tôi cũng nhất trí thôi. Nếu ông bà ông nội thấy là chuyện này không công bằng thì ông bà ông nội cứ việc đưa sự việc này nhờ bên cơ quan pháp luật để giải quyết. Thì nếu cơ quan pháp luật mà giải quyết làm sao thì chúng tôi cũng đồng ý với sự giải quyết của các cơ quan pháp luật. Dạ. Theo như cái kinh tế của gia đình mình hiện nay nuôi tất cả những bé nhỏ kể cả 5 chị em luôn, nếu như gia đình bên đằng nội mà không chấp nhận nuôi hoặc không có khả năng được nuôi thì gia đình chú, tất cả gia đình chú liệu khả năng có nuôi được 5 bé này không, ngoài không cần sự trợ giúp của mọi người đó, theo, thì gia đình mình có nuôi được không ạ? Theo như khả năng kinh tế của gia đình tôi hiện tại, yeah, và khả năng về cái công để mà chăm sóc các bé, tức là có các bác nó, yeah, vâng, kinh tế thì tôi đủ khả năng, yeah, tôi không thiếu, yeah, nhưng và cái sức, tức là cái công để nuôi dạy thì tôi có chị, yeah, gái của cháu Nguyễn Thị Thủy Dương, yeah, còn anh trai, yeah, của cháu Nguyễn Thị Thủy Dương và còn em trai của cháu Nguyễn Thị Thủy Dương, chúng, yeah, nó đều có gia đình riêng nhưng kinh tế chúng nó vẫn đã đầy đủ ổn định, yeah, và con cái chúng nó đã lớn khôn cả, yeah, và như cháu Nguyễn Thị Thủy Dương thì ba con lớn cả rồi, yeah, với cháu thứ hai là Nguyễn Văn Châu thì hai con trai cũng lớn cả rồi, năm nay cũng hai đứa con trai cũng 10 tuổi cả rồi, yeah, thì cái điều kiện các cháu giúp đỡ tôi về chăm sóc các cháu này là các cháu dư khả năng. Rồi, cảm ơn chú. À, con cũng tìm hiểu cái câu chuyện nhà mình như thế nào để con sang bên đằng nội nhà các bé để tìm hiểu cái câu chuyện này, thực hư cái câu chuyện này để xem gia đình bên nội ý nghĩ như thế nào và có muốn chia sẻ các thông tin cho mọi người được biết hay không, và có muốn hợp tác hai bên có muốn hợp để cùng trò chuyện để thảo luận để những đứa trẻ này có một cái cuộc sống tốt nhất chú nhé. Dạ. Dạ, con cảm ơn chú rất nhiều. À, cảm ơn chú đã chia sẻ cuộc trò chuyện hôm nay. Dạ, dạ. Gia đình cũng chân thành cảm ơn anh, hai anh. Dạ. Dạ, con chào chú.